Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện thứ nhất, Bi kịch cuộc đời của một cô gái mù bị ép lấy ba chồng của Minh Tú. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thời trẻ, bố mẹ ruột đem cô bán để lấy tiền cho anh trai cưới vợ. Rồi cũng chính từ đây, cô gái mù tội nghiệp đã trượt dài vào tấn bi kịch tăm tối. Cô bị bán lấy tiền cho anh trai cưới vợ. Cô tên là Dương Hy, sinh năm 1980, ở thôn Hoa Gia Lĩnh, nằm sâu trong dãy núi Tần Lĩnh, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cuộc sống nơi đây xa xôi hẻo lánh, muốn ra thị trấn phải đi bộ mất nửa ngày. Gia đình Hy thuộc diện nghèo nhất vùng. Cô là con út, phía trên còn một chị gái và một anh trai. Ban đầu bố mẹ định đem Hy cho người khác nuôi, nhưng không ai nhận. Bố mẹ cô rất trọng nam khinh nữ, coi cô như là kẻ bỏ đi. Từ nhỏ đến lớn, Hy phải làm đủ việc nhà và việc đồng áng, không được đi học như anh chị vì nhà không đủ tiền. Ở tuổi thiếu nữ, Hy được khen là ngày càng xinh xắn và tháo vát. Năm 15 tuổi, nhiều người đến nhà hỏi cưới cô, bố mẹ cô cũng muốn gả con gái để kiếm chút tiền sính lễ cho con trai cưới vợ. Song Hy không đồng ý. Năm 17 tuổi, Hy được bố mẹ hứa gả cho Tào Hồng Bình ở làng bên. Vì bố Bình là bí thư chi bộ thôn, gia đình khá giả, đưa nhiều sính lễ nhất. Cô không muốn lấy chồng quá sớm, cũng lại không thích Bình, nhưng không có quyền lên tiếng. Bố mẹ cô đã nhận 10.000 nhân dân tệ tiền sính lễ để chuẩn bị tìm đối tượng cho con trai hơn 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Hy miễn cưỡng đính hôn với Bình, sau đó Bình đến thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang làm việc. Hy không bàn bạc với gia đình mà cũng đến Quảng Châu làm công nhân cùng các chị em trong thôn. Tại thành phố, cô dùng 400 nhân dân tệ tiền lương tháng để đi xem phim, chơi công viên, học cách trang điểm và ăn mặc. Hy cho biết những ngày ở Quảng Châu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nhưng phía bên Tào Hồng Bình lo lắng, Dương Hy quen với cuộc sống bên ngoài, sẽ không muốn quay lại về làng. Không muốn kết hôn cùng con trai họ, nên ép ba mẹ Dương Hy gọi cô về. Tào Hồng Bình cũng trở về, muốn mau chóng tổ chức đám cưới. Ngày 19 tháng 4 năm 1999, Dương Hy dậy sớm lên núi làm việc. Đến 11 giờ trưa, Tào Hồng Bình mới tới. Tại đây, anh ta xô ngã Dương Hy, muốn cưỡng bức cô nhưng bị cô chống trả quyết liệt. Việc không thành, Tào Hồng Bình bóp cổ Dương Hy, rồi dùng hai tay móc mắt cô, cho vào túi quần và bỏ chạy. Mọi người nghe tiếng kêu của Dương Hy liền chạy tới đưa cô đi cứu chữa. Tào Hồng Bình đã ra tự thú ngay sau đó. Ngày 3 tháng 9 năm 1999, Tào Hồng Bình bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Sau đó, Dương Hy kết hôn với Trịnh Quân, nhưng cuộc hôn nhân này cũng thất bại. Cô đem theo con gái về nhà bố mẹ đẻ, nhưng anh trai cô lại cầm dao đe dọa nếu cô còn dám quay lại sẽ chém cô. Lúc này một người đàn ông hơn 50 tuổi tên Triệu Vĩnh Đức đến nhà hỏi cưới. Dương Hy liền đồng ý. 6 năm sống cùng Triệu Vĩnh Đức, cô chưa từng xuống núi. Triệu Vĩnh Đức cho rằng vì vợ là kẻ mù khiến hắn không thể ra ngoài làm thuê, kiếm tiền xây nhà, do đó thường xuyên kiếm cớ đánh đập vợ. Mặc dù có dân làng giúp cô báo cảnh sát, thế nhưng cảnh sát phần lớn chỉ là giáo dục, răn đe về mặt tư tưởng. Khi cảnh sát đi rồi, Dương Hy càng bị đánh nặng hơn. Ngày 29 tháng 9 năm 2006, trời mưa to, Hy bị nấm chân nên đi xin lá thuốc của người trong thôn. Đức biết chuyện, đánh Hy vì nghĩ cô đi khắp nơi nói xấu gã. Tối đó, Đức thức dậy giữa đêm, lay Hy dậy, chất vấn vì gã nằm mơ thấy vợ ngủ cùng một người đàn ông khác trong thôn. Gã túm tóc lôi cô từ trên giường xuống đất, nhét rìu vào tay bắt cô tự sát. Không đợi Hy giải thích,
Đức đi múc một gáo nước lạnh bắt cô uống, rồi tự chọn giữa dây thừng và rìu, còn gã thì đi nằm ngủ. Gã đe dọa nếu sáng mai thức dậy, thấy cô vẫn còn sống, sẽ sát hại cả gia đình cô. Hy tin rằng Đức thật sự dám giết người. Cô nảy ý định chấm dứt tất cả, nhặt rìu lên, chém liên tiếp về vị trí Đức đang nằm. Rạng sáng, Hy đến nhà hàng xóm gần nhất, thú nhận đã giết Đức và bảo họ gọi cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, Hy kể lại cuộc đời mình. Khi mô tả quá trình giết người, cô vô cùng bình tĩnh, nói không bao giờ hối hận. Nhờ dân làng hợp sức xin giảm nhẹ hình phạt, Hy bị kết án 12 năm tù. Vì bị mù, không thể lao động bình thường, các quản ngục cho cô học massage. Năm 2014, Hy được trả tự do sớm vì cải tạo tốt. Cô được chị gái đưa đến Ôn Châu. Tại đây, Hy đã tìm được công việc massage và gặp gỡ tình yêu đầu tiên, cũng là một người khiếm thị. Chuyện thứ hai, bi kịch của cô bé làm con nuôi nhà giàu, của tác giả Tuệ Anh. Năm 2013, cái chết của Asuta, cô bé người Trung Quốc được cặp đôi người Tây Ban Nha nhận làm con nuôi, gây rúng động sau khi chính bố mẹ nuôi bị kết tội đầu độc và sát hại. Cuối tháng 6 năm 2001, nữ luật sư Rosario Porto và chồng là nhà báo tự do Alfonso bay từ thành phố Santiago, miền Bắc Tây Ban Nha đến Trung Quốc để nhận nuôi một bé gái. Cặp vợ chồng đều ở độ tuổi ngoài 30, làm thủ tục rất thuận lợi vì có điều kiện tài chính tốt. Rosario có bố cũng là luật sư, đồng thời từng là lãnh sự danh dự của Pháp tại Santiago, còn mẹ là giảng viên về lịch sử nghệ thuật. Rosario được bố mẹ cho một căn hộ thông tầng trong tòa nhà ở khu đắt đỏ của thành phố. Đối với một số người, việc nhận nuôi một bé gái từ nước ngoài có ý nghĩa như giải cứu một đứa trẻ đang gặp khó khăn. Vì thế, gia đình Bastara Porto nhận được nhiều lời khen ngợi. Rosario, người kế tục vai trò lãnh sự danh dự của bố, còn xuất hiện trên truyền hình địa phương để chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm về việc nhận con nuôi. Cặp vợ chồng đón bé gái 9 tháng tuổi tên Phan Yong ở tỉnh Hồ Nam, sau đổi tên thành Asunta Yong Phan Bastara Porto. Vốn thiếu cân hay ốm vặt, Asunta dần phát triển khỏe mạnh nhờ được chăm sóc y tế chu đáo. Khi lên cấp 2, Asunta ngày càng bộc lộ năng khiếu. Cô bé học vượt một năm và thích học ngoại ngữ, múa ba lê, violon và piano. Vợ chồng Bastara Porto sắp xếp lịch học kín mít cho con, như thể nuôi dạy một thần đồng. Năm 2009, gia đình nhỏ bắt đầu rạn nứt. Rosario nói muốn tự tử, tâm trí quay cuồng và phải trải qua hai đêm trong bệnh viện tâm thần. Rosario rất cáu kỉnh và khó chịu với con gái. Một bác sĩ tâm thần viết trong ghi chú của Rosario. Tuy nhiên sau hai ngày cô tự xuất viện và chỉ quay lại một lần để kiểm tra định kỳ. Mẹ Rosario qua đời vào tháng 12 năm 2011. 7 tháng sau bố cô cũng ra đi ở tuổi 88. Đầu 2013, hai vợ chồng Rosario đột ngột ly dị. Rosario thừa nhận với bạn rằng đã quá mệt mỏi với người chồng nội trợ, kém cỏi và ngoại tình với một doanh nhân đã có gia đình. Là nhà báo tự do, công việc của Alfonso rất thất thường. Trong gia đình, anh ta phụ trách nấu ăn và chăm lo nhà cửa. Khi Alfonso phát hiện vợ ngoại tình, cuộc hôn nhân tan vỡ, Alfonso nhận chăm sóc Asuta. Từ tháng 6 năm 2013, quan hệ giữa Rosario và Alfonso bớt căng thẳng, có thể đến nhà nhau dùng bữa. Chiều 21 tháng 9 năm 2013, Asunta cùng mẹ ăn trưa tại căn hộ của bố, sau đó chơi game, xem hoạt hình rồi trở về nhà mẹ học bài. 22 giờ 17 phút ngày 21 tháng 9, Rosario và Alfonso đến đồn cảnh sát Santiago trình báo con gái mất tích.
Theo hồ sơ cảnh sát, Asunta bị bỏ lại căn hộ của mẹ để làm bài tập lúc 19 giờ. Trong lúc này, Rosario đến ngôi nhà cũ ở nông thôn của gia đình. Khi trở về lúc 21 giờ 30 thì không thấy Asunta. Rosario gọi điện cho Alfonso hỏi một vài người bạn của Asunta nhưng không ai biết tin tức. Tại đồn cảnh sát, họ kể lại một sự việc ly kỳ xảy ra hồi đầu hè. Rosanto nói trong một đêm tháng 7 bị đánh thức lúc 2 giờ bởi tiếng la hét của Asunta. Khi chạy đến phòng con gái, cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đeo găng tay cao su, đang cúi xuống đứa trẻ. Khi chạy ra ngoài, hắn đẩy Rosario khiến má cô bị bầm tím. Cô đoán hắn vào được nhà vì họ bỏ quên chìa khóa ở ổ khóa bên ngoài căn hộ. Rosario không trình báo sự việc với cảnh sát vì không bị mất mát gì. Rạng sáng ngày 22 tháng 9, thi thể của Asunta được hai người đàn ông phát hiện khi lái xe trên con đường quê. Cô bé đi chân trần, mặc quần thể thao màu xám, lấm lem bùn đất, áo phông trắng bị kéo qua bụng, nằm trên bờ dốc thoai thoải chỉ cách đường mòn 2 mét. Cánh tay trái của cô bé bị cuộn lên vai, có một ít chất nhầy nhầy nhuốm máu dưới mũi. Thi thể được hỏa táng ngày 24 tháng 9, Rosario bị bắt ngay tại đám tang, dù không có vật chứng như dấu vân tay hay sợi vải. Liên kết Rosario với thi thể nạn nhân, cảnh sát cho hay rằng bằng chứng rõ ràng nhất đến từ camera giám sát tại một trạm xăng gần căn hộ của Rosario. Trong video, cô ta lái chiếc Mercedes-Benz của gia đình trên tuyến đường dẫn đến ngôi nhà ở nông thôn, cách Santiago 20 phút lái xe và cách nơi tìm thấy thi thể khoảng 4 km. Một cô gái tóc dài ngồi bên cạnh Rosario. Thời gian trên video cho thấy đó là thời điểm mà theo lời khai của Rosario, Asunta đáng lẽ phải ở nhà. Rosario thừa nhận người ngồi bên cạnh là Asunta, nhưng đổ lỗi cho sự căng thẳng, thuốc điều trị tâm lý và sự hổ thẹn trước cái chết của con gái khiến trí nhớ không rõ ràng. Cô giải thích rằng cả hai đã cùng đến ngôi nhà ở nông thôn, nhưng Asunta thấy không khỏe và đòi về. Cô thả con xuống gần căn hộ ở Santiago, sau đó lái xe lòng vòng để làm vài việc lặt vặt. Cảnh sát kiểm tra video từ 33 camera giám sát xung quanh Santiago và không tìm thấy chiếc xe của Rosario trên bất kỳ con đường nào mà cô ta khai đã lái vào chiều hôm đó. Cảnh sát tin rằng Rosario và Asunta đã đến ngôi nhà nông thôn sau 18 giờ. Rosario rời đi vào khoảng 21 giờ. Khi cảnh sát đưa Rosario đến ngôi nhà ở nông thôn vài giờ sau khi thi thể tìm được, cô ta lao về phía một căn phòng có giỏ đựng dây vụn với những đoạn dây bệnh màu cam bên trong. Sợi dây này tương tự sợi dây được tìm thấy bên cạnh thi thể. Các điều tra viên tin rằng nó được dùng để buộc tay chân Asunta. Tuy nhiên, với chiều cao chưa đến 1,5 m, Rosario khó có thể nhấc thi thể lên và đặt ngay ngắn bên vệ đường mà không để lại vết lôi kéo. Vì vậy, cảnh sát cho rằng phải có đồng phạm. Một ngày sau khi Rosario bị bắt, thẩm phán ra lệnh bắt Alfonso. Người dân thành phố nhỏ Santiago bị sốc. Vợ chồng Rosario là cặp nổi tiếng hòa đồng và chu đáo. Nhưng theo điều tra, Rosario có tính khí bất thường và hay đòi hỏi. Còn Alfonso có thái độ trịch thượng với vợ, nhiều lần đánh Rosario. Cả hai giữ hình tượng bên ngoài là cặp đôi kiểu mẫu. Alfonso cho biết ở một mình trong căn hộ, tắt điện thoại để nấu ăn và đọc sách khi án mạng xảy ra. Rosario cũng nói điện thoại hết pin, nghĩa là không thể theo dõi chuyển động của họ từ dữ liệu tín hiệu điện thoại di động. Các chuyên gia pháp y xét nghiệm máu và nước tiểu của Asunta cho thấy độ độc hại cao của lorazepam, chất hoạt chính trong thuốc Orfidan mà Rosario thường sử dụng để làm dịu chứng lo âu. Kết quả ban đầu cho thấy Asunta bị chuốc thuốc, ngủ, sau đó chết ngạt, không bị tấn công tình dục. Các chuyên gia pháp y kiểm tra một sợi tóc của Asunta và phát hiện lorazepam trong 3 cm từ gốc sợi tóc.
Vì tóc mọc khoảng 1 cm mỗi tháng, họ kết luận rằng cô bé đã bị cho uống thuốc với liều lượng nhỏ trong hơn 3 tháng. Các giáo viên kể rằng trong vài tháng trước khi qua đời, Asunta đôi khi buồn ngủ và vấp ngã, không thể đọc bài, thậm chí không thể đi thẳng. Vài ngày trước án mạng, Asunta nghỉ học, Rosario viết đơn giải thích rằng cô bé có phản ứng xấu với một số loại thuốc. Cảnh sát suy đoán vụ giết người được lên kế hoạch cẩn thận nhằm loại bỏ đứa trẻ. Một nhà tâm lý học điều trị cho Rosario trong vài tuần trước án mạng nói rằng người mẹ cảm thấy không biết làm sao với Asunta. Cảnh sát điều tra ra động cơ giết người có thể là tài sản thừa kế của bố mẹ Rosario. Asunta rất gắn bó với ông bà ngoại và được chọn là người thừa kế thay cho cô con gái Rosario bị chỉ trích sống xa hoa lãng phí. Trong khi đó, công ty luật của Rosario ở San Diego phải đóng cửa và nợ nần chồng chất. Trong 2 năm tiếp theo, cuộc điều tra của cảnh sát tiến triển chậm chạp. Truyền thông Tây Ban Nha đưa ra nhiều suy đoán về tội ác, động cơ và bằng chứng. Chi tiết về cuộc điều tra bị rò rỉ khiến đủ loại tin đồn lan truyền. Ngày 1 tháng 10 năm 2015, vụ án được xét xử. Các công tố viên khẳng định cặp bố mẹ nuôi đã dành nhiều tháng để thực hiện một âm mưu máu lạnh nhằm loại bỏ chính con gái của họ. Alfonso bị tố đã lấy ít nhất 175 viên thuốc Orfitan trong hơn 10 tuần qua, đơn thuốc của vợ và theo đơn thuốc có được nhờ nói dối bác sĩ. Asunta bị buộc phải nuốt ít nhất 27 viên thuốc nghiền, nhiều gấp 9 lần liều của người lớn, vào ngày cô bé qua đời. Cặp bố mẹ nuôi không thể giải thích bằng cách nào hoặc tại sao lại có chuyện này. Họ tuyên bố chỉ cho Asunta uống thuốc điều trị bệnh viêm mũi dị ứng vào những ngày bị chóng mặt. Sau 3 ngày rưỡi thảo luận, bồi thẩm đoàn chấp nhận lời khai của nhân chứng là người quen 15 tuổi của Asunta. Người này khai rằng đã nhìn thấy cô bé trên phố với Alfonso vào thời điểm xảy ra án mạng. Trái ngược với tuyên bố anh ta ở nhà một mình, Alfonso được cho là đã trốn ở ghế sau ô tô khi Asunta được chở đến ngôi nhà ở nông thôn. Cô bé bị làm ngạt thở ở đó, sau đó bị vứt xác ven đường mòn. Rosario và Alfonso bị kết tội giết Asunta vào ngày 30 tháng 10 năm 2015. Mỗi người bị phạt 18 năm tù. Thời điểm này luật chưa áp dụng hình phạt chung thân cho những kẻ giết trẻ em, cả hai không nhận tội và kháng cáo. Sau bản án, các nhà tâm lý học do tòa án chỉ định trò chuyện với Rosario, nhận thấy cô ta tự yêu bản thân và bị trầm cảm, nhưng có khả năng phân biệt đúng sai. Các vấn đề tâm thần của Rosario bắt đầu từ trước khi nhận con nuôi, nhưng được cô ta giữ bí mật. Hoặc các nhà tâm lý học coi nhẹ khi đánh giá đơn xin nhận con nuôi của cô ta. Sau vụ việc, Trung Quốc thắt chặt các quy định về nhận con nuôi và ngày càng ít những cô bé như Asunta rời khỏi đất nước. Trên toàn thế giới, số lượng con nuôi quốc tế đã giảm một nửa so với mức cao nhất vào năm 2004 là 45.288 em. Phản ánh những lo ngại về nạn buôn người và các biện pháp bảo vệ mới do nước sửa tại đưa ra. Bộ phim tài liệu gồm 4 phần về vụ án Asunta, mang tên Caso Asunta được chiếu trên truyền hình Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 5 năm 2017, được coi là phim tài liệu mang tính bước ngoặt ở đất nước vốn luôn tránh thể loại tội phạm có thật. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm 48 giờ yêu nhau của tác giả Hà Thanh Phúc. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời hôm nay có mưa, những giọt mưa nghiêng nghiêng tựa như muôn vàng nước mắt của thế gian đang rơi xuống. Buồn, gió lạnh từng cơn thổi qua khung cửa, ngoài đường những dòng người hối hả lao đi. Hôm nay là thứ bảy, những ngày cuối tuần thế này, tôi thường đi cà phê, nhưng hôm nay thì không. Thôi gặm nhấm cô đơn bằng ly cà phê đắng, mà bằng những cơn mưa cuối mùa. Thói quen cà phê một mình của tôi đã được bao lâu rồi? À, lẩm nhẩm, 1 năm, 3 tháng, 10 ngày.
Kể từ cái hôm chia tay anh, nhanh quá, mới đây mà đã chừng ấy rồi sao? Lắm lúc tôi giật mình lo sợ mình mất đi ý niệm về thời gian. Anh đã có người yêu mới, anh vẫn vui cười đi ngoài đường và không hề gọi cho tôi một cú điện thoại nào. Vậy mà tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Một sự đợi chờ rất kỳ lạ và mơ hồ. Mong mỏi nhận được một cú điện thoại từ anh vào mỗi ngày thứ bảy. Đợi rồi thất vọng. Nhiều khi tôi tự hỏi mình đang đợi chờ cái gì. Mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại những bức thư anh từng viết cho tôi. Tất cả chỉ là một cái gì xa xôi của quá vãng. Đọc xong rồi cười, rồi lại bật khóc. Đã nhiều ngày tháng, tôi rơi vào tâm trạng trống rỗng, không rõ buồn hay vui. Trong lòng cứ rỗng tuếch, tôi đi và về như một chiếc bóng. Tôi tự thu mình trong cái vỏ và vĩnh viễn không bao giờ muốn ai phá vỡ nó. Lắm lúc, khi một mình trong căn phòng hẹp, tôi sợ hãi mơ hồ. Tôi đã quá yếu đuối, đã quá tệ hại khi trở nên thế này phải không? Nước mắt tôi trào ra, không nhìn rõ có phải đang khóc không, cảm xúc cũng trở nên mơ hồ. Lát sau thì trời tạnh, đứa bạn thân rủ, đi cà phê, tao buồn quá à. Lát sau nữa thì hai đứa có mặt ở một quán cà phê quen, ít ra thì hôm nay tôi không hoàn toàn là một kẻ cô đơn. Tôi lấy muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đen sánh, hớp một ngụm, đắng nghét đầu lưỡi. Cà phê đắng quá mày ạ. Tôi nhăn mặt bảo. Ừ, sao mày lại uống? Tôi bật cười. Cũng giống như tao chấp nhận việc đợi anh. Nó ngán ngẩm lắc đầu. Tao không có ý kiến nhiều chuyện tình yêu của mày, vì dù gì, tao cũng chỉ là bạn thân của mày. Tao chỉ cho mày biết cảm nhận của tao thế thôi. Tao không muốn đứa bạn thân của tao khổ. Nó lặng đi ít phút rồi tiếp. Vì bản thân tao đã quá khổ vì tình. Tôi mới giật mình nhớ ra, bạn mình đã trải qua mấy lần gian dở. Nó yêu hết mình, tôi vẫn nhớ cái lần tôi khuyên nó. Mày yêu gì yêu, cũng nên giữ lại chút gì cho mình. Thế rồi nó phớt lờ, nó bảo mỗi người có cách sống khác nhau. Đối với tao, yêu là phải trọn vẹn. Rồi khi nó điện thoại cho tôi và nức nở, tôi chỉ thấy thương nó hơn bao giờ hết. Vội chạy sang chở nó đi cà phê, đi vòng vòng. Lúc ấy, nó luôn nói chỉ có mày, một đứa không có bồ mới sẵn sàng chở tao đi khi tao đau khổ nhất. Rồi một hôm nó bảo, tao sẽ không yêu nữa mày ạ. Tôi thở nhẹ, ừ, thà như thế tốt hơn. Tình yêu, ừ tình yêu là gì mà sao mọi người ai cũng phải đau khổ, cũng đau đớn. Nhưng đó cũng chỉ là một công bố nhất thời khi người ta đã mất mát quá nhiều vì yêu. Bản thân con người, tận sâu trong tiềm thức, yêu vẫn là một nhu cầu, một khao khát lớn lao. Rồi nó lại có người yêu, nó nói với tôi, tao không thể nào thực hiện được lời đã nói, tao cần một tình yêu. Tao không biết sẽ ra sao, nhưng tao đã đón chờ sẵn cuộc chia tay. Tôi lắc đầu, tại sao dẫu biết là đau khổ nhưng người ta vẫn lao vào, con thiêu thân cũng thế, lao vào ánh sáng để rồi chết đi. Trong một lần tha thẩn trên mạng, tình cờ tôi vào blog của một người con trai có khuôn mặt góc cạnh, đọc hết những dòng nhật ký của một người dưng, vậy mà khi không lại bật khóc. Ừ, thì cái chuyện chia tay có phải của riêng ai, người nào cũng có một góc cô đơn trong tâm hồn. Tôi để lại dòng comment, xin cảm ơn anh. Tôi quen biết anh từ dạo đó. Kể từ đó, tôi thường xuyên vào blog của anh như một thói quen, chỉ để lại dòng comment, cảm ơn sau mỗi bài viết. Có lần anh viết, tình yêu khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng khiến người ta đau khổ. Có lẽ ta sẽ cô đơn, sẽ thấy tan tác nếu mất đi tình yêu. Đừng né tránh nỗi đau, hãy đối đầu và làm bạn cùng nỗi đau và cô đơn. Rồi có lúc ta sẽ bước qua được cái ranh giới nhỏ nhoi ấy. Tôi không biết mình có bước qua được cái ranh giới mà anh nói hay không, lòng vẫn băng giá lạnh căm. Một hôm anh viết email cho tôi hỏi,
vì sao lại cảm ơn anh? Tôi trả lời, vì những gì anh viết. Tôi trở thành một người bạn của anh. Chúng tôi nói với nhau nhiều về quá khứ của mỗi người, về tình yêu. Đối với tôi, anh là một người bạn ảo. Người ta có thể dễ dàng nói ra tất cả những gì bình thường người ta không thể nói khi bước vào thế giới diệu kỳ này. Hơn nữa, anh ở tận nước Nhật xa xôi. Thi thoảng, anh điện cho tôi, anh thường động viên tôi rằng em đừng bận tâm việc mình cô đơn hay không, rằng có nhiều thứ quan trọng hơn nỗi cô đơn kia em à. Nhưng có lần, tôi hỏi ngược lại anh, thế anh có cô đơn không? Anh vẫn trải lòng mình với cô đơn trên những trang blog đó thôi, anh vẫn chưa có được một người yêu nào đó thôi. Anh chỉ im lặng rồi lại bảo, có những thứ không phải muốn là được. Anh chưa gặp được ai có thể làm anh rung động. Tôi bận rộn với chuyện học hành thi cử. Anh vẫn email cho tôi đều đặn. Lòng tôi bớt cô đơn vì ít ra cũng có một nơi san sẻ. Anh cũng bảo, cảm ơn cuộc sống đã cho anh quen em. Nhóc à, một người bạn, một người em. Đừng gọi em là nhóc, em đã 20 rồi. Ừ thì anh gọi là bé vậy. Nhiều lúc tôi bông đùa, anh có nghĩ mình sẽ yêu lần nữa không? Anh đáp lạnh lùng, không bao giờ. Rồi tôi tự hỏi, mình sẽ yêu lần nữa không? Anh, người yêu cũ của tôi, vẫn thấp thoáng trong ký ức của tôi. Một ngày, khi tôi vừa tan học, có điện thoại, tiếng nói quen thuộc làm tôi giật mình. Anh đang ở Sài Gòn, em đang ở đâu vậy? Nửa tiếng sau, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi. Ở ngoài, anh trông có vẻ hiền lành và dễ gần hơn trên blog. Anh hay cười, nụ cười cũng hiền với hai cái răng khểnh. Hai chúng tôi không nói với nhau nhiều, chỉ nhìn nhau. Rồi anh bảo, mắt em buồn quá đó nhóc, nó không nên có ở một người tuổi 20. Tôi trả lời, cũng không nên có ở một người 25, phải không? Hôm nay, em có thể dành cho anh cả ngày để tâm sự không? Ngày mai anh đã đi rồi. Ngày mai, nhanh vậy. Ừ, anh về đây vì công việc mà. Tôi đồng ý, rồi sau đó tôi theo anh về khách sạn anh nghỉ. Hai chúng tôi bắt đầu nói với nhau nhiều hơn. Anh nói, khi nãy anh có gặp người yêu cũ. Đúng là cái gì đã cho qua thì hãy cho nó qua một cách bình thản em à. Anh chợt quay sang nói khẽ với tôi, em hiền và dễ thương lắm nhóc. Anh nhìn tôi im lặng, cả hai không nói gì nữa. Rồi tôi nhắm mắt, đón nhận nụ hôn từ anh, nụ hôn từ gần 2 năm tôi mới được nếm lại, một cảm giác vừa mới mẻ, vừa quen thuộc, chảy tràn vào lòng. Con tim tôi vốn gấp gáp vội vàng, anh dừng lại, kê sát vào mặt, nắm lấy tay tôi và bảo, chúng ta hãy yêu nhau nha nhóc. Tôi nhìn anh rồi lại khẽ gật đầu. Tôi và anh đến với nhau, trao cho nhau mà lạ kỳ thay, nước mắt ai cũng chảy, hai kẻ cô đơn đang tìm đến nhau. Chúng tôi rời khách sạn, tôi chở anh dạo khắp nẻo đường Sài Gòn. Thứ bảy đầu tiên, tôi nghe lòng mình thôi khắc khoải. Ngày đầu tiên trôi qua nha, chóng vánh. Tôi về nhà mà thao thức, tự hỏi mình đang làm gì, vội vã, dễ dãi. Tôi vốn không phải tuýp người đó, nhưng vì sao tôi thở nhẹ đổ lỗi cho con tim, hình ảnh của người yêu cũ thấp thoáng làm tôi bỗng nhói lòng, cảm giác có lỗi, nhưng tôi biết mình đã sẵn sàng cho một tình yêu mới. Ngày hôm sau, anh bận việc với công ty suốt cả buổi sáng, đến chiều, anh gặp tôi, cả hai đều mừng rỡ tựa như đã xa lâu lắm. Chúng tôi hát khe khẽ cho nhau nghe, tôi dựa vào lưng anh và nhận ra bờ vai anh rộng quá. Đêm đó, tôi nằm cạnh anh trong khách sạn, lại quấn lấy nhau, nóng bỏng. Tôi hỏi, còn bao lâu nữa thì anh phải đi? 4 tiếng nữa em à, giọng đã. Anh đáp giọng buồn buồn, chừng nào gặp lại nhau hả anh? Anh không biết em à, có thể là 1 năm hoặc hơn nữa, anh sẽ cố gắng về thăm em. Tôi im lặng, vùi đầu vào ngực anh, tay hoàng qua ôm lấy anh. Chẳng lẽ yêu nhau mà chỉ gặp nhau mỗi năm 1 lần?
Chẳng lẽ yêu nhau mà chỉ gặp nhau mỗi năm một lần sao anh? Tôi nhìn anh đợi lời đáp, anh thì thầm. Đợi anh em nhé. Khi anh đã có đủ những cái anh cần phải có, anh sẽ về cùng với em và mình sẽ mãi bên nhau. Chắc khoảng hơn 5 năm, anh sẽ về đây sống cùng em. Quan trọng cả hai có được niềm tin. Tôi không đáp. Đợi, tôi sẽ phải đợi bao lâu? Và tôi có đủ kiên nhẫn để đợi không? Liệu trong khoảng thời gian quá dài xa anh, tôi có đủ bản lĩnh để giữ mình thoát khỏi những cám dỗ bình thường của một con người? Và anh có thực hiện những gì anh đã nói? Có thật anh y đang yêu tôi, hay chỉ là nhất thời muốn chung đụng thể xác? Sao anh lại có thể yêu tôi nhanh đến vậy, trong khi ngần ấy thời gian anh đã sống trong cô đơn? Rồi tuổi xuân của tôi có chờ tôi không? Phải làm sao khi anh trở về, tôi không còn trẻ đẹp và anh sẽ có người khác? Bao nhiêu câu hỏi rối bời đặt ra, tôi gần như choáng ngợp trong đống câu hỏi đó và tôi cũng sợ nghe những câu trả lời. Liệu câu trả lời ấy có phải là chân thật khi thời gian khiến cho mọi điều có thể đổi thay? Cái gì đến sẽ đến. Tôi cùng anh trên chiếc taxi đưa anh ra sân bay. Lúc này, anh chỉ nắm tay tôi thật chặt, không nói thêm bất kỳ lời nào. Tôi nhận ra tay anh thật to, thật chắc. 2 ngày, 48 tiếng, tôi và anh đã là của nhau. Có những thứ tôi gìn giữ bao lâu lại chấp nhận cho anh trong một phút chốc. Tôi biết gì về anh, một Việt kiều Nhật, 25 tuổi, chấm hết. Nhưng tất cả niềm tin của tôi đều đặt ở anh. Nước mắt tôi trào ra, trong giây phút đó, tôi ôm chặt lấy anh. Tôi chỉ biết mình yêu anh. Lúc sân bay cất loa gọi, tay tôi đột ngột níu lấy anh một cách vô thức. Anh đi thật sao anh? Đến lúc này tôi cũng ngờ ngợ rằng chuyện anh gặp tôi đó, yêu tôi đó, cùng tôi trải qua 48 tiếng đồng hồ chỉ là giấc mơ. Rồi anh cũng đi, tôi đứng đó một mình cố trông theo giây lát rồi quay về nhà. Gần 1 giờ sáng, gió đêm thổi tóc vào mặt. Lạnh căm, tôi không mặc áo khoác, nghe hơi lạnh thổi vào cả tâm hồn. Giá mà trời lạnh hơn tí nữa, không chừng tâm hồn tôi cũng sẽ đóng băng theo. Anh đi, để lại trong tôi nỗi nhớ thương vô bờ, càng rơi vào sự cô đơn sẵn có. Những cú điện thoại gọi về cho tôi, tiếng anh nhẹ nhàng hỏi tôi, có đợi anh được không? Tôi đáp được, dù trong lòng hoài nghi về chính mình. Tôi nói với đứa bạn thân về anh, về việc tôi đã bắt đầu cho một tình yêu mới. Nó bảo, mày điên à, mày vì một người tình 2 ngày mà chờ đợi như thế sao? 1, 2 hay 5 năm hay hơn nữa, mày đánh đổi cả một thời tuổi xanh và có chấp nhận được lại những điều mày đáng có không? Tao không biết. Tôi thở nhẹ, nhìn rất lung ra ngoài đường, những chiếc xe hối hả lao đi. Những tháng ngày dài lại nối tiếp nhau, tôi vẫn sợ, những nỗi sợ mơ hồ cố hữu, vẫn hay khóc thầm và nhớ anh. Có những giây phút tôi cô đơn kinh khủng, những tối thứ bảy tôi cà phê một mình và nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Nỗi đau đôi lúc thành sự tị hờn khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau vào những ngày cuối tuần. Người ta bảo sự chờ đợi nào cũng sẽ xứng đáng với cái nó sẽ có. Tôi về nằm dài trong một ngày thứ bảy cô liêu, nằm trong căn phòng 16 mét vuông, giam hãm mình trong 4 tường lạnh giá. Tôi khát khao một bàn tay, một vòng tay ấm. Có những người muốn đến với tôi, nhưng tôi không dám đến lại với họ. Tôi nghi ngờ tất cả, liệu mình thử yêu lần nữa có thành công không hay lại tiếp tục ôm lấy đau thương. Một ngày như mọi ngày trôi qua, tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng mị êm đềm. Trong đó, tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi trên một con đường không người, rất yên bình.
Truyện ngắn 48 giờ yêu nhau xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.